Tại sao những cái app hay như thế này mà người Việt Nam chưa ai biết tới luôn? App này có tên là Meta Voice. Nó cho phép bạn dễ dàng chuyển đổi từ văn bản sang giọng nói chỉ qua một cú click. Thầy ông nội là số 1. Nó còn cho phép bạn chỉnh sửa được luôn tốc độ nhanh hay chậm và cảm xúc của giọng người đó. Đi giải cứu thầy ông nội thôi. Chưa hết, nó còn cấp tốc được luôn giọng đọc của rất nhiều nước khác trên thế giới, bao gồm cả nam tới nữ, rất thích hợp với những ai đang muốn làm video mà không có chất giọng tốt, giúp bạn tiết kiệm luôn thời gian và chi phí cho nội dung của mình.